Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Thì hôm nay An sẽ cập nhật cho các bạn về giá xe của mẫu xe HS 125 và 160 cập nhật vào tháng 5 này nha các bạn. Bên cạnh đó thì An sẽ giới thiệu luôn cho các bạn cái chương trình là trả góp với lãi suất cực kỳ là ưu đãi 0.79 nhận cả vẹt gốc nha các bạn. Thì chương trình trả góp này bên cửa hàng mong muốn rằng sẽ được hỗ trợ cho các bạn khi mà mình đang có dự định mua một chiếc xe tay ga cao cấp để phục vụ cho công việc chẳng hạn, hay là phục vụ cho cái việc mình đi đám tiệc, đi chơi. Thì mình có thể chọn với hình thức trả góp tại vì lãi suất của nó cực kỳ là thấp luôn. Bên cạnh đó thì mình cài vẹt xe thì các bạn vẫn nhận luôn được cài vẹt gốc. Thì trước khi vào nội dung của video này thì An xin phép được nhắc lại địa chỉ cửa hàng để các bạn có thể ghé cửa hàng xem xe trực tiếp dễ hơn và nhanh chóng hơn nha các bạn. Thì cửa hàng của An là Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của nhân viên sẽ để trên màn hình, có sử dụng Zalo, các bạn có thể là kết bạn hoặc là điện trực tiếp nha các bạn. Thì nói qua sơ nét về mẫu xe HS này thì Honda Việt Nam mình cho ra mắt phiên bản một động cơ 125 và 160. Thì nó sẽ có những cái điểm gì khác biệt, bên cạnh đó thì nó sẽ có những cái công nghệ như thế nào. Thì ở đây em sẽ nói về một cái điểm cơ bản nhất để cho các bạn mình nắm rõ ha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ được chia ra làm hai loại phân khối các bạn, là động phân khối là 125 và 160. Thứ hai là sẽ chia ra hai loại thắng, hay còn gọi là phanh, phanh CBS và ABS. Thì từ những thế hệ trước của mẫu xe HS này thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản khác nhau về cái khối động cơ, thì tùy theo cái mục đích sử dụng, cái số tiền mình bỏ ra. Bên cạnh đó thì cái người sử dụng xe cũng sẽ ảnh hưởng tới cái phiên bản mà được lựa chọn các bạn. Thì đối với phiên bản CBS là phanh kết hợp nha các bạn, thì khi mình bóp phanh sau thì nó ăn luôn phanh trước. Còn đối với phiên bản phanh ABS thì nó sẽ phù hợp hơn cho các bạn mới sử dụng xe, hoặc là các bạn nữ mình sử dụng xe phân khối 160-125 với cái kích thước như thế này, thì mình các bạn chọn luôn cái phiên bản ABS để chạy cho nó an toàn hơn, nó sẽ tránh trợt bánh xe trên những cái cung đường trơn trợt hoặc gồ ghề nha các bạn. Và điểm qua một số màu thì hiện tại đối với động cơ 125 bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có màu trắng đen, màu đỏ đen và màu đen bóng nha các bạn, trắng đen, đỏ đen và đen bóng. Còn đối với phiên bản ABS cao cấp thì chúng ta sẽ có màu trắng đen, màu đỏ đen, và phiên bản thể thao thì chúng ta sẽ có màu xám các bạn, màu xám. Còn phiên bản đặc biệt là màu đen nhám. Thì đó là tổng quan về phiên bản màu của động cơ 125 và 160 luôn nha các bạn. Thì mỗi một màu sắc thì được Honda Việt Nam phối riêng, như là phiên bản thì sử dụng mâm sơn bạc hoặc là mâm đen nha các bạn. Thì tùy theo cái phiên bản xe và cái đời xe. Thì hiện tại xe sẽ được trang bị, nếu mà các bạn sử dụng những cái phiên bản 160 thì mình sẽ được trang bị luôn cái công nghệ Bluetooth. Và các bạn chọn phiên bản phanh ABS thì mình sẽ được trang bị luôn cái công nghệ HSTC, kiểm soát lượt sấn của bánh sau, để các bạn chạy nó an toàn hơn. Thì hai loại động cơ sẽ có cái mức tiết kiệm nhiên liệu khác nhau nha các bạn. Đối với mẫu 125 thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó là 2.52 lít trên 100 km. Còn đối với mẫu 160 là 2.37 lít trên 100 km nha các bạn. Thì xe được trang bị cái công nghệ ESP cộng, công nghệ dành cho dòng xe tay ga tiên tiến nhất hiện tại của Honda Việt Nam. Xe sử dụng khóa thông minh. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái thiết kế vô cùng sang trọng, sàn để chân rộng hoặc là cốp xe, trang bị luôn là cái cổng sạc điện thoại vân vân. Rất là nhiều cái ưu điểm. Thì sau đây thì An sẽ cập nhật giá xe cho các bạn nha. Thì hiện tại mẫu xe HS này giá sẽ dao động tùy theo phiên bản, chỉ dao động từ 74.990.000 các bạn. Giá chỉ dao động từ 74.990.000 thôi, và các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký là 1.000.000 trừ thẳng trực tiếp trên giá trị xe. Hỗ trợ phí đăng ký 1.000.000 trừ thẳng trực tiếp giá trị xe nha các bạn. Và các bạn mua góp như đầu video An chia sẻ, chỉ cần trả trước 20% giá trị xe thôi các bạn. Giá xe cũng như 74.990.000, như 75 các bạn, mình trả trước tầm khoảng 15-16 triệu thôi là đã có thể lên hồ sơ mua góp được chiếc xe HS này rồi, với gói lãi suất là 0.79. Và các bạn thanh toán kỳ đầu sẽ nhận luôn cả vẹt gốc nha các bạn. Thanh toán kỳ đầu sẽ nhận luôn cả vẹt gốc. Còn thời hạn góp thì nó sẽ dao động linh hoạt từ 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng. Tối đa là 24 tháng để cho các bạn mình có thể là lựa chọn cái mốc thời gian phù hợp với số tiền tương ứng hàng tháng mình đóng, để mình mua chiếc xe này mình đóng lại rất là đơn giản và cái lãi suất cực kỳ là ưu đãi luôn các bạn. Các bạn muốn trả nhiều hơn vẫn được nha các bạn. Giống như là mình đang chuẩn bị tầm 30-40 triệu thì mình có thể vẫn chọn được hình thức góp này. Bên An tối thiểu là trả trước 20% nha các bạn. Đó là cái chương trình trả góp 0.79. Thì cái này thủ tục rất là đơn giản các bạn, mình chỉ cần đem theo căn cước công dân thôi. Và điện thoại thì bên cửa hàng đã có thể lên hồ sơ được cho các bạn rồi.
Thời hạn lên hồ sơ, thời gian lên hồ sơ thì cũng rất là nhanh các bạn, không có quá quá mất nhiều thời gian các bạn. Còn như trường hợp như các bạn muốn là check cái căn cước của mình có thể lên hồ sơ được hay không, hay là phải trả trước bao nhiêu, thì bên cửa hàng An vẫn có hỗ trợ check kiểm tra căn cước trước nha các bạn, để mình có thể là tiết kiệm được thời gian của mình hơn khi mình ghé cửa hàng mình lựa xe. Tiếp theo đây nữa thì An sẽ giới thiệu cho các bạn chương trình thu xe cũ đổi xe mới. Thì bên cửa hàng đang hỗ trợ thu lại với tất cả các mẫu xe, đời xe, dòng xe và loại xe. Chính chủ hay không chính chủ thì bên cửa hàng An đều có hỗ trợ thu với cho các bạn. Khi các bạn đổi qua xe mới thì các bạn sẽ được hưởng gói chương trình thu cũ đổi mới sẽ giảm trực tiếp là 1 triệu đồng trên giá trị xe mới khi các bạn mua với hình thức trả góp, hoặc là trả góp lãi ưu đãi hoặc là tiền mặt thì sẽ được hỗ trợ giảm trực tiếp 1 triệu đồng trên giá trị xe nữa nha các bạn. Mình sẽ được giảm trực tiếp 1 triệu đồng. Còn nếu như các bạn muốn góp 0% lãi suất thì các bạn đổi xe cũ thứ nhất nè, cái thứ hai mình vay là 20 triệu thời hạn trong vòng 12 tháng thì sẽ được hỗ trợ góp 0% lãi suất luôn. Các bạn đang xem đây đó là phiên bản SH125 bản CBS nha các bạn. Màu đỏ thì hiện tại màu sơn của Honda Việt Nam, màu đỏ trên phiên bản xe SH là màu đỏ đô hết các bạn. Đỏ đô hay còn gọi đỏ đậm, đỏ nho, đó là một số cái cách gọi để mà phân biệt cái bản màu xe. Thì so khác với cái đời tiền nhiệm trước đó 2023 thì cái phần mâm xe được thiết kế là màu bạc các bạn. Còn đối với đời trước đó là màu đen nhám nha các bạn. Và nếu như các bạn đã từng mua xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 rồi thì các bạn sẽ được hỗ trợ thêm những cái chương trình như là thẻ VIP, các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá từ 200.000 đồng cho đến 400.000 đồng tùy theo số lần tích lũy nè. Và các bạn có phiếu sinh nhật nè của bạn bè hoặc người thân thì các bạn mua xe thì hãy báo với nhân viên bán hàng ngay là các bạn đã được tặng cái phiếu sinh nhật đó, thì nếu mà còn thời hạn sử dụng á thì mình sẽ được giảm thêm 500.000 trừ trực tiếp trên giá trị xe nha các bạn. Điểm qua một số cái thủ tục mà hiện tại thì các bạn cũng có thể là chưa cập nhật cũng như là chưa nắm rõ, thì hiện tại cái việc đăng ký xe của mình á, là mình sẽ đóng thuế xong rồi mình sẽ đăng ký thông cổng thông tin quốc gia dịch vụ công các bạn, xong rồi mình mới ra công an bấm biển số. Thì hiện tại nếu như các bạn đang ở mua xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 của bên An á, thì sẽ có hỗ trợ là những cái phần như là đăng ký giấy tờ dùm cho các bạn ha, giống như là khai thuế dùm cho các bạn hoặc là đăng ký dịch vụ công dùm cho các bạn để mình thuận tiện nhất mình mua xe mà mình làm biển số nhanh chóng nha các bạn. Đó là một trong những cái thủ tục mà thay đổi mới hiện tại mà có thể là nhiều bạn mình chưa có cập nhật được. Và hiện tại thì chúng ta sẽ bấm biển số tại công an khu vực gần nhất, giống như mình ở theo địa chỉ là xã, huyện thì là sẽ bấm ở xã nha các bạn. Còn mà thị trấn với huyện thì mình sẽ bấm ở thị trấn của mình. Đó là một trong những cái điểm thay đổi về cái việc bấm số hiện tại. Và An xin phép được báo lại giá một lần nữa nha các bạn. Hiện tại giá xe chỉ dao động tùy theo phiên bản là 74.990.000 thôi. Và các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký là 1 triệu đồng, chương trình thẻ VIP, chương trình phiếu chúc mừng sinh nhật và chương trình trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi là 0.79. Các bạn đang quan tâm về tất cả các phiên bản màu hoặc là ngoài những cái màu sơn zin này ra thì bên cửa hàng An vẫn có những cái màu sơn độ, sơn theo sở thích cũng như là theo tính cách cái nhu cầu của mình á, thì mình sẽ có thể là liên hệ với nhân viên để được gửi thêm những cái màu sơn độ xem cho phù hợp nha các bạn. Thì video đến đây của An là chuẩn bị kết thúc. Các bạn đang quan tâm về tất cả các mẫu xe của Honda Việt Nam thì hãy để lại bình luận giúp An. Khi xem video này hãy chia sẻ và đăng ký kênh giúp An ha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.